Tối mùng 9 tháng 9, lễ khai mạc diễn tập Hải quân Đa phương Kakadu năm 2024 đã chính thức diễn ra tại căn cứ Hải quân Konawara, thành phố Darwin, Australia. Chuẩn đô đốc Nguyễn Viết Khánh, Phó tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân và đại diện Đoàn công tác Hải quân Nhân dân Việt Nam tham dự lễ khai mạc. Phát biểu tại lễ khai mạc, chuẩn đô đốc Christopher Smith, tư lệnh hạm đội Hải quân Hoàng gia Australia, nhiệt liệt chào mừng Hải quân các nước tham gia diễn tập. Nhấn mạnh, diễn tập bao gồm nhiều hoạt động tác chiến và phi tác chiến, nhưng đây là cơ hội để hải quân các nước học hỏi lẫn nhau, nâng cao hiểu biết, tăng cường hữu nghị vì hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực. Theo ban tổ chức, 30 nước cử đoàn cấp cao, sĩ quan tham mưu, tàu và máy bay tham gia diễn tập Kakadu năm 2024. Thành phần lực lượng chính tham gia diễn tập bao gồm 11 tàu mặt nước, 1 tàu ngầm, 4 máy bay chiến đấu F35, 5 máy bay trinh sát, tuần thám biển và 7 trực thăng theo tàu. Tàu 18 thuộc lữ đoàn 171 vùng 2 Hải quân do đại tá Nguyễn Việt Anh, phó tham mưu trưởng vùng 2 Hải quân làm trưởng đoàn đã cập cảng Konawara chiều mùng 8 tháng 9 để tham gia các hoạt động phi tác chiến trong cuộc diễn tập này. Cuộc diễn tập được chia làm giai đoạn trên bến và thực binh trên biển, kéo dài từ ngày mùng 9 đến 19 tháng 9.